em nói là anh đừng có nhắn tin, tối nay em đi ăn với bồ em. Thường thường ổng đi ăn với em thì ổng cũng biết em hay để cái điện thoại trên bàn á. Ừ. Thì ổng nhắn liên tục. Thằng bồ em thì nó hay ghen, nó thấy là nó chụp nó coi, nói là em khi nào em bỏ bài anh mới đến với em chứ không thôi anh không chấp nhận em đâu. Thì cũng quay về Việt Nam, thì lúc đó thì hai đứa chơi nhiều quá, nợ nần nợ nhiều, quay về một cái con số không, lại bị ổng lăng nhăng. Đó, lúc đó bắt dính thì lúc đó cảm thấy bị cú sốc quá lớn. Sao kỳ vậy Linh? Linh nói con thì mê gái dữ lắm chị ơi. Mỗi lần khi mà nhớ về cái đó thì em cảm thấy có lỗi với người kia rất nhiều, tại vì người tốt với mình quá. Nhưng mà em được may mắn thì sau này chồng em rất là thương em, thay đổi hoàn toàn, không có được như vậy nữa, không có bay bớm nữa. Và mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của đôi vợ chồng thứ nhất. Rồi, tôi đã nhận ra rồi. Nhận ra rồi phải không? Mời chị em. Đây, chắc có lẽ là quý vị cũng dễ dàng nhận ra đây là một cặp đôi rất là hot. Đặc biệt là các bạn trẻ, những bạn mà yêu thích TikTok thì chắc chắn là các bạn đã nhận ra cặp đôi này là ai rồi. Tuy nhiên đến với chương trình Vợ Chồng Son thì xin mời hai bạn ha làm đúng thủ tục, đó là giới thiệu về mình. Lời đầu tiên thì xin gửi lời chào tới chị Hồng Vân với anh Quốc Thuận cùng với tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lê Chí Linh, em năm nay là 34 tuổi. 34. Và em đến từ Hà Tĩnh và em hiện tại đang làm về công việc về kinh doanh. Em xin chào chị Hồng Vân với anh Quốc Thuận và xin chào khán giả. Em tên Trịnh Thị Kim Ái, em cũng 34 tuổi, bằng tuổi Lê Chí Linh. Em đến từ Cà Mau. Trời ơi, một chàng trai ở Hà Tĩnh lấy cô vợ ở tận Cà Mau. Hai bạn làm sao gặp nhau? Cơ duyên nào? Ai để ý ai trước nào? Thôi bây giờ kể cho chương trình nghe đi. Em với vợ em gặp nhau lần đầu tiên là ở trong sông Bài. Ở trong sông Bài. Tại Marina Bay Sands. Thì lúc đó là vợ em đang cùng với mấy người bạn đang đánh ở cái bàn, trong cuối cùng bàn luôn. Thì lúc đó em đi qua em thấy dễ thương quá, xong em chạy lại em ngồi em chơi chung. Xong rồi bắt đầu em bắt chuyện làm quen. Thì lúc đó vợ em cũng không có chịu trả lời, chỉ có mấy người kia trả lời thôi. Thì em hỏi là bọn em ở Việt Nam hả? Mấy người bạn kia chỉ gật đầu thôi, còn vợ em thì không có trả lời. Ủa mà lý do gì sao mà em không trả lời? Tại vì em không thích thấy ổng, lúc đó ổng nhìn ổng dơ dơ vẫn bẩn á. Nhìn ổng dơ dơ vẫn bẩn á. Ủa lúc đó có tóc không? Hay sạch tóc? Lúc đó ổng có tóc, phải ổng không có tóc là bây giờ em quen rồi. Hồi đó ổng không có tóc mà nhìn nó có mấy cọng le que le que. Anh vậy là đẹp rồi, trong em ngày xưa xấu lắm. Hối đúng không? Hối dạ. Mà không chấp nhận. Đúng rồi. Mà ổng lúc nào cũng mặc kiểu mà áo sơ mi á, sọc á, lúc nào cũng ăn cani, nhìn ổng già lắm. Em tưởng đó ổng là người India. À, tưởng đó hả? Tại vì em không thích người India, người India hay bị hôi nách á. Em không có thích lại người tại vì em nghe cái mùi đó em sợ, em không dám ăn hành tới giờ. Cho nên em bị sợ. Sợ, nhưng xong mà cái ngày đó thắng thua nào? Không, bữa đó là chưa thua cho nên em mới mượn tiền ảnh. Ảnh là cái bữa đó tiền. Là ngay bữa đầu tiên luôn. Dạ đúng. Sau đó một hồi lát nữa thì chị em mới nói là em xuống đưa tiền cho cái bạn dưới này với. Thì em đưa xuống em thấy wow, ok đấy. Là lúc đó có xin được không? Lúc đó thì vẫn chưa. Vẫn xin chưa? Vẫn không cho. Thì phải một thời gian sau nữa thì em xin của chị em. Thì chị em mới cho số, thì bắt đầu em mới gọi điện để liên lạc. Đến tháng thứ mấy thì bắt đầu là em chịu anh này? Cũng lâu lắm á, tại vì một tháng. Em có bồ ở đó. Em sắp lấy chồng ở bên Singapore. Nhưng mà là ảnh biết em có bạn trai không? Biết mà ảnh vẫn cua. Bồ em á thì biết tiếng Việt hơi. Em nói là anh đừng có nhắn tin, tối nay em đi ăn với bồ em. Thường thường ổng đi ăn với em thì ổng cũng biết em hay để cái điện thoại trên bàn á. Thì ổng nhắn liên tục. Thằng bồ em thì nó hay ghen, nó thấy là nó chụp nó coi, nói là em khi nào em bỏ bài anh mới đến với em chứ không thôi anh không chấp nhận em đâu. Thằng kêu wow, có gì? Nó không có. Cái em nhắn là em điện là em chửi, em nói bảo anh khùng mới gì anh nhắn tin, không anh nhắn lộn em ơi. Mà ông nhắn liên tục vậy đó. Cố tình đúng không Linh? Không cố tình mà. Rồi thằng bồ em giận. Bao lâu bồ em mới bỏ em? Chắc cũng vài tháng anh. Chịu không nổi đúng không? Nhưng mà cái đó là kế hoạch của em đúng không? Dạ đúng rồi. Kế hoạch để đánh bật đối phương đúng không? Dạ đúng rồi. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bông, thơm và mềm.
Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một. Ngoài cái việc là nhắn tin, cố tình nhắn tin quấy rối để mà coi như là chọc ghen ông kia, thì em còn những cái kế hoạch nào nữa không? Hoặc là còn những chiêu cái... á, còn cái chiêu nào nữa không? Ông show luôn đi. Gần như là cái thời gian đầu tiên á, là sáng, trưa, chiều, tối là em đều nhắn tin. Đó, thì khi mà nhắn cái là bạn bắt đầu chặn số, thì bắt đầu em tạo Viber. Chặn Viber thì em lại mở cái like. Và nói chung là em tạo ra các mạng xã hội khác và để kết nối. Thì khi mà bạn chặn cái số này thì em lại mua cái sim khác, lại nhắn tiếp. Đó, thì sau đó em mới nói với bạn là bây giờ em có chặn được 7 tỷ cái sim ở trên thế giới này không? Nếu mà không làm được thì đừng có chặn. Trời ơi. Lúc cảm giác em sao? Để cảm giác hỏi bây giờ. Trời, dễ sợ quá. Thật sự mà nói, lần đầu tiên á, với mấy thằng đầu em ghét chồng em lắm luôn. Tại vì ổng phá mình á, mình ghét lắm. Là em chặn hết, xong em nói là anh với em không thể nào đâu. Thật sự mà nói em không thích trai miền ngoài. Em làm bên cái ngành làm đẹp ấy, thì em thích mấy người kiểu như tóc tai thì phải là đẹp để em làm kiểu đồ. Ổng thì tóc kiểu đó làm sao, rồi thì ổng ăn mặc xến xúa nữa. Cái thời trang có phù hợp với em. Em mới nói là anh với em không có thể nào. Với ổng thì làm thầy giáo, ổng mở miệng ra thì ổng cứ dạy đời mình không mà. Em nói trời, nghe kiểu này chắc nhức đầu chết luôn rồi. Mà không ngờ ổng chơi chiếu. Lúc đó em lập kế hoạch là thời gian nguyên tháng đầu tiên là ngày nào cũng phải nhắn tin để gọi là ám thị vào trong cái tâm trí của bạn này ấy. Thì sau đó đến khoảng một tháng sau ấy, thì đột nhiên là em không xuất hiện nữa. Em về Việt Nam là em không có liên lạc với bạn, không nhắn tin, không gọi điện, chỉ một tuần hết. Mất tích luôn. Em biến mất trên thị trường chứng khoán luôn đó. Rồi sao? Thì sau đó bạn này mới nhắn tin hỏi là anh lâu rồi khỏe không? À, dạo này không thấy. Thì em biết là cá đã cắn câu rồi. Cá đã cắn câu rồi. Sau một tuần đó thì em mới bắt đầu quay lại sinh. Thì quay lại sinh nữa? Dạ. Em mới nhắn cho bạn nói là anh mới qua này, đi ăn đi. Thì sau đó em mới nói là một tuần rồi ấy, thì anh cũng suy nghĩ rất nhiều. Thì chắc là anh em mình chỉ là anh em thôi chứ không có yêu nhau được đâu. Cũng là chiêu đúng không? Mình biết là bạn này thích mình rồi nhưng mình phải bắt đầu phải chảnh lên. Bắt đầu làm cành cao lên rồi lúc đó em sao? Thì em biết ông này ông cũng chảnh mà thì cũng đi ăn thôi. Lúc đó thì em chưa xác định là biết có thương hay không. Nhưng mà trong đó mình cảm thấy nó hơi buồn một tí xíu. Tại vì lúc đó mình cũng còn bạn trai, chưa có chia tay. Em mới nói với ảnh là ngày mai em sẽ đi tàu casino chơi với bồ em rồi. Cái lúc đó ổng mới chơi chiêu nữa, lúc đó mới là thương. Sáng sớm ổng đi trước bồ em, là bồ em cho người lại đón em. Em không ngờ là ổng gan vậy đó, ổng đi lại trước luôn. Ông nói là thôi em đừng có đi. Kiểu như ổng tấn công trước đó chị. Ổng hớt tay trên á. Cái bắt đầu em lúc đó em có không nghĩ là mình thương đâu. Mà sao em nghĩ là không biết sao em mới chọn là em ở lại với ổng, là em không đi. Sao em mới nói là thôi bây giờ em đừng đi với người ta nữa. À, biết đâu em xuống đó em chơi cũng thua cũng vậy à. Còn đi với anh này, ví dụ người ta có 1 triệu người ta cho em 10 nghìn thì nó là bình thường. Còn anh không có gì, anh cho em hết tất cả thì đó mới là tình thương của anh. Đúng rồi, đâu đó mà mình cảm thấy thương ổng. Là bắt đầu là thương ổng, là đi theo ổng. Dạ đúng. Rồi sau đó tình cảm của hai đứa là có... Chính thức, có hai đứa chính thức là yêu nhau đó. Tình cảm của hai đứa có yên ổn không? Hay là có sóng gió? Dạ, rất là nhiều sóng gió. Khi đó em ở mới sinh thì tính lấy chồng ở sinh cho nên mới ở. Thì không ở nữa thì hai đứa mới nói là thôi về Việt Nam làm lại. Thì cũng quay về Việt Nam. Thì lúc đó thì hai đứa chơi nhiều quá, nợ nần nợ nhiều, quay về một cái con số 0. Mới đi làm lại thì nó hơi bị khó khăn. Mà lúc đó thì mình về đây thì mình bỏ hết tất cả vì ổng. Đó về lại thì bị khổ lại, lại bị ổng lăng nhăng. Đó lúc đó bắt dính thì lúc đó cảm thấy bị cú sốc quá lớn. Sao kỳ vậy Linh? Linh nói con mê gái dữ lắm chị ơi. Thì đàn ông ai mà không mê gái, nhưng mà vấn đề ở đây là tại sao mà em khó khăn lắm em mới hốt được cái hàng này mà giờ em về em lại đi tìm những cái hàng khác là sao? Hồi đó là về em nghĩ là em sẽ thay đổi được vợ em. Xong đó thì em nói mấy năm sau vợ em mới chịu thay đổi. Đó, bởi vì vợ em cũng mê đánh bài. Về Việt Nam rồi đó thì em gom mãi mới mua được cái máy tính. Đó, thế là vợ em ở nhà, khi mà em để cái máy tính ở nhà để em đi uống cà phê, em về bà đưa cầm mất cái máy tính của mình để đi đánh số đề. Thì lúc đó là bắt đầu mình thấy rằng là trái cái người này chắc là mình lựa chọn sai lầm rồi. Mình muốn thay đổi, mình nghĩ là sẽ giúp được họ thay đổi, nhưng 2-3 năm rồi vẫn không được thì thôi đi kiếm người khác. À vậy đó hả? Ủa như vậy thì cái mối tình của các bạn đến bao lâu thì
hai bạn mới chính thức coi như là lấy nhau? Cũng 4-5 năm nữa. 4-5 năm mà trong khoảng thời gian đó là cũng chia tay đâu mấy lần hả? 7 năm chứ, lấy nhau mới 7 năm á. 7 năm. Chia tay 2 năm. Chia tay 2 năm. Thật ra 2 năm đó thì cái người bạn trai bên em Singapore về tính cưới em lại. Thì gặp lại anh này, anh này có một bệnh rất là nặng, tụi nó là chết á. Nói chung là cũng có một cái người cô ở bên ở ngoài vô thăm, rồi kêu con em qua thăm ảnh. Thì nói chung là cũng nhờ cái cô đó đưa hai vợ chồng tới, là một cái duyên. Thì một hôm cô đó vô Sài Gòn chơi thì kêu qua, thì mình qua thì thấy ảnh bệnh gì đó, mình đang sốc không có nở. Thì tức là lúc anh Linh bị bệnh nặng đó hả? Dạ đúng rồi. Lúc đó em bị sốt xuất huyết. Dạ đúng rồi. Thì một hôm thấy ảnh như vậy rồi chăm sóc rồi biết hai đứa có tình cảm lại. Có nghĩa là chị hiểu điểm đó là lúc đó là em bị xong. Thì lúc đó em cũng có bạn gái, vợ em cũng chuẩn bị cưới rồi. Nhưng lúc đó vợ em bị nổi cháy rạ nên là không có làm đám cưới được. Thì khi mà gặp lại đó thì lúc đó em mới thấy là vợ mình vẫn còn có thể thương mình ấy. Thì lúc đó em nói là thôi bây giờ cưới nhau đi. Cái là hiểu là vợ mình thương mình thiệt đúng không? Có nghĩa là... rồi lúc đó vợ em nói là nhưng bây giờ anh có người yêu mà em cũng sắp lấy chồng rồi. Thì em mới nói là thôi bây giờ anh về chia tay bạn gái, còn em chia tay chồng em đi. Rồi xong mình đến với nhau. Thì vợ em nói là không thể được. Thì lúc đó đang nói chuyện đó thì bạn gái của em đến. Đấy, rồi sao? Người. Ba rồi. Người nói chuyện với nhau. Thì lúc đó em nói với bạn gái mới của em á, nói là không, đây là vợ cũ của anh. Bây giờ vợ cũ quay về. À vậy đó. Như vậy là sau cái bữa đó là em lại chia tay với anh kia nữa đúng không? Thật ra có một thời gian em cảm thấy rất là gay gắt. Bạn đó người Sinh hả? Người ta rất là tốt. Nhưng mà em nói thật sự thì người ta chỉ nói với em một câu thôi. Nó kêu bằng mày tao. Nó nói nếu như mày đã chọn rồi thì mong mày là hạnh phúc. Người ta không có nói gì nhiều. Em lên Linh rồi anh cũng thương mình là hạnh phúc. Mình cảm thấy nó không còn suy nghĩ tới. Cái ban đầu thì cảm thấy rất là buồn. May là sau này em được như vậy á, em cảm thấy cũng được hạnh phúc. Chứ mỗi lần khi mà nhớ về cái đó thì em cảm thấy có lỗi với người kia rất nhiều. Tại vì người ta tốt với mình quá. Nhưng mà em được may mắn thì sau này chồng em rất là thương em. Thay đổi hoàn toàn, không có được như vậy nữa, không có bay bớm nữa. Thôi được giờ... như vậy là rất là vui rồi em. Dạ. Và thậm chí nếu như mà người ấy ở bên Singapore, nếu như có xem được chương trình này thì chắc chắn người ấy cũng sẽ rất hạnh phúc. Cũng cảm thấy vui là bởi vì thấy em hạnh phúc. Và nghe được cái điều mà em vừa nói là bởi vì em đã tìm được cái hạnh phúc của em, là người này đã thay đổi cuộc đời của em. Và bây giờ bắt đầu anh rất muốn biết thay đổi như thế nào. Sau khi mà hai vợ chồng cưới nhau rồi đó thì hai người đều thay đổi 180 độ hết. Ai xung quanh cũng bất ngờ về việc mà thay đổi của mình. Đấy, vợ em cũng trước đây thì hay đi chơi, ngủ lúc nào 11-12 giờ mới dậy. Thì bây giờ là vợ em rất dậy rất sớm. Cái này em dậy là vợ em dậy. Rồi xong rồi cũng chăm chỉ đọc sách rồi làm việc. Đọc sách cũng là thay đổi tất cả mọi cái chứ không giống như ngày xưa nữa. Giờ còn xào chén nữa không? Không. Hết rồi. Hết rồi. Thôi như vậy là quá tốt vậy rồi. Vậy là hay quá. Thôi bây giờ nói chuyện vô thay luôn chị ơi. Phải có cái chuyện kia chứ. Cái vụ kia cái đó. Cái chuyện mà lấy nhau rồi mới lòi ra tật xấu đó. Chứ phải có chứ sao mà không có được. Đúng, đúng mình con người mà đúng không? Dạ. Thì vợ em chỉ có một cái duy nhất thôi là nóng tính. Còn lại mọi cái là đều ok. Ổn hết đúng không? Em ngày xưa thì là rất nóng tính. Thì sau này em lấy vợ em lại điềm tĩnh lại. Là bây giờ nóng cỡ nào, nóng cỡ nào? Nóng nhiều lúc là ví dụ như có một lần bọn em đi Nhật thì em đưa cả công ty đi. Thì lúc đó vợ em mới mua 4 cái áo cặp, là có hai cặp, có một gia đình kia với là gia đình em. Thì vợ em nói là chồng mặc đi. Thì em mới nói là không, anh đưa tất cả toàn bộ đội ngũ đi. Thì anh là lãnh đạo công ty, làm sao mình có thể mặc đồ riêng như vậy được. Thì vợ em bắt đầu chửi sùm lên hết. Đó, thì trên đường đi taxi ấy, lúc đó em giải thích em nói, vợ em tán cho em cái. Vợ em tán cho em cái. Xong ra đến sân bay là vợ em quay về luôn. Không có đi nữa. Thì lúc đó chỉ có mình em đi thôi. Thì em đặt Grab đưa cái vali của vợ em về. Lúc đó em có lỗi thì tại vì lúc đó đang có bầu. Hình như là trong người không được có tỉnh táo. Lúc đó bầu hay nóng lắm nha. Đúng đó em nóng ghê lắm. Em thay đổi kinh khủng lắm. Nói là chửi dơ dơ kiểu như y như bà điên vậy đó. Thôi như vậy thì lại là không phải là cái lỗi nóng rồi. Cái đó sau là... này thì sau này vẫn nóng hả? Em phải kể chi tiết sau này khi mà đã sanh rồi. Đến bây giờ vẫn thi thoảng vẫn còn nóng. Đúng là cái nóng tính bây giờ chứng thỏ bây giờ nóng hơn ngày xưa tôi đỡ hơn cái thời mang bầu thôi.
Rồi bây giờ còn tật gì nữa nè? Đối với vợ em thì chắc là chỉ có mỗi cái đó thôi. À. Còn lại một cái là ok hết. Ừ. Rồi thế còn em, chồng em sao? Chồng em thì cái gì cũng giỏi, nhưng có cái ông hơi mê chơi. Mê cái môn gì là ông chơi ghê lắm. Cho nên mỗi lần ông đi chơi như vậy cái bắt đầu em hơi bị sợ. Tại vì ngày xưa mà ông cua gái là cua đứa nào là phải được đứa đó, phải dính đứa đó đó. Ừ, cho nên cảm giác mình cũng hơi sợ. Mình sợ sau này ông mê con nào nữa chắc ông bỏ gia đình nữa. Cho nên em sợ là cho làm như thế nào cho ông kiềm chế lại được đỡ. Tức là biết điều chỉnh cái đam mê đúng không? Dạ đúng đó, rồi. Biết điều tiết á, tức là điều tiết lại cái đam mê. Cân bằng lại. Dạ đúng rồi. Nhưng mà từ lúc mà lấy nhau về, có nghĩa là 5 năm ở với nhau, ổng có lén lén bên ngoài không? Cái đó thì không. Nhưng mà em là em sợ sau này thôi đúng không? Dạ tại vì cái người xưa người ta hay nói mà giang sơn dễ đợi bản tính khó dời á, cho nên em cũng hay sợ. Sao em không nghĩ đến một cái việc nó ngược lại, cái chuyện đam mê á và sống chết với cái đam mê của mình, đó là cái bản tính của ảnh rồi. Thì trong cái đam mê nó có rất nhiều thứ, mê gái, mê chơi, mê làm ăn, mê công việc, hoặc là mê một cái môn nghệ thuật hoặc là môn thể thao nào đó. Thì nếu như bây giờ á, ảnh em hướng cái mê đó, né hết cái chữ mê gái với mê chơi đi, hai cái né ra, thì còn lại những cái kia nếu ảnh mê được thì quá tốt. Tại vì nếu như ảnh mê những cái đó thì ảnh không còn thời gian đến mê gái với mê chơi nữa. Hiểu chị không? Tánh ổng không có xấu gì hết, chỉ có một cái là mê chơi. Nếu ở nhà mà mỗi khi nó đi chơi là xúm đồ, là đi một cái một gì đó, không báo trước với vợ con gì đó, gọi điện không được thì là mình lo thôi. Chứ ở nhà thì tánh thì lúc nào cũng vui vẻ, giỡn như đứa nít gì đó. Chị cảm giác là vợ em vẫn còn cái điều gì mà chưa nói với em á. Thì nãy giờ chị ngồi nói chuyện với vợ em thì vẫn có cảm giác đó. Hôm nay nhân cơ hội đến chương trình Vợ Chồng Son, thì như chị Vân vừa mới nói thì anh cũng rất muốn Linh đi, mình đàn ông mà đúng không? Anh rất muốn em thể hiện bằng lời nói, bằng hành động, gửi đến cho vợ mình nhân cái dịp mà đến với chương trình ngày hôm nay. Chỉ cần là vợ tin tưởng, bởi vì chắc chắn là bây giờ em đã thay đổi rồi. Ngày xưa là chồng xác định rất rõ là khi mà mình chưa lập gia đình thì mình sống thoải mái, sao cũng được hết. Nhưng khi mà mình có gia đình thì có hai thứ. Thứ nhất là mình sẽ dành toàn tâm toàn ý cho gia đình. Thứ hai là buổi trưa và buổi tối là đều về nhà ăn cơm. Thì vợ thấy 5 năm rồi thì vẫn giữ nguyên một cái thói quen như vậy. Và 5 năm đủ thời gian để vợ tin tưởng rồi. Thì mình không phải lo bất kỳ một cái gì nữa. Vợ nói gì chồng đi cưng? Thật ra thì bây giờ vợ rất là tin chồng. Như có một cái phụ nữ của mình mà chị có cái gì chết thương ở trong lòng rồi thì nó hay bị khơi dậy á. Với lại bây giờ thì chồng của em thì cũng thành công rất là nhiều, xung quanh thì nhiều người dòm ngó lắm. Cho nên em thì nói chung là phụ nữ mà lúc nào mình cũng muốn giữ cho cái gia đình của mình nó hạnh phúc, thì nói chung là nói không ghen thì thật ra là không phải, thì cũng có, nhưng mà thật ra ở chồng em thì em cũng tin tuyệt đối. Chỉ mong là chồng làm cho mình nó rõ ràng một tí, là không còn gì để em phân vân nữa hết. Là tuyệt vời luôn đúng không? Vậy là quá tuyệt vời rồi. Anh Tú bất đắc dĩ là thành tài xế luôn. Thì sẵn anh Tú đem đồ lên là để ngủ lại qua đêm, rồi sáng mai chở cả nhà đi vậy đó. Rồi ở luôn. Ở luôn. Ở luôn. Ở đâu từ hơn nửa tháng á. Đùng một cái có bầu. Trời, con muốn xỉu luôn. Sốc lắm. Ủa, mình đang trẻ tự nhiên giờ dày rồi sao? Thôi cho anh đi Đà Lạt quá. Anh đi Lạt 5-6 ngày á. Anh về. Đi để suy nghĩ đó dạ, con. Dạ. Cái con nghĩ, trời ơi, con tức quá. Rồi con vô cùng con cũng nói chuyện, nói dạ bác, giờ con có bầu vậy vậy đó. Bố chồng con ngồi suy nghĩ, bố chồng con điềm tĩnh đó. Ừ, thôi con về đi, để bác tính. Xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón cặp đôi đầu tiên. Xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào cô Hồng Vân và chú Thuận. Rồi chào cả một khán giả. Em tên là Hàng Thanh Tú. Đây là vợ con. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ, con năm nay là con 30 rồi. 30? Dạ. Tú công việc gì? Dạ, con làm cho gia đình, làm việc cho gia đình. Làm về tái chế giấy ạ. Ồ, vậy hả? Rồi mời. Dạ, con. Em chào cô Hồng Vân và chú Thuận và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Con tên là Nguyễn Trinh. Năm nay con 25 tuổi. Công việc của con hiện tại cũng kinh doanh với gia đình. Bên sản xuất quần áo. À, vậy đó hả? Sản xuất quần áo là gia đình con đúng không? Dạ. Dạ, coi như tái chế giấy là gia đình của Tú đúng không? Ồ, trước khi mình vào những câu chuyện đúng của cặp đôi này, chúng ta lại gặp nhau trong một cái không khí đầu năm
À, mùng 6 Tết vẫn là còn Tết. Bây giờ hai đứa con đã đến với gia đình vợ chồng son rồi đúng không? Dạ. Giống như là cái phong tục tập quán của đất nước mình á, từ đó giờ á là con nít này chúc Tết người lớn xong cái được lì xì. Mà, đó, ở nhà mình đấy. Thường từ nhỏ lớn mình nhận tiền lì xì xong làm y vậy cái nè. Đứa nào đứng lên trước? Dạ con, vậy con. Ừ. Năm mới con chúc cô Hồng Vân cái đầu tiên là sức khỏe, cái là sống luôn vui vẻ và công việc luôn suôn sẻ. Cô Hồng Vân chúc Tú gia đình thật là hạnh phúc nè, tụi con sẽ sống với nhau răng long đầu bạc nè, công việc của con thì suôn sẻ, tiền vô như nước, lì xì. Dạ. Rồi bây giờ tới Trinh. Rồi tới con đó. Dạ. Năm mới con chúc chú Quốc Thuận dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý và lúc nào cũng đẹp trai. Trời ơi, thiệt rồi, chung chú đẹp trai là chú cực kỳ thích luôn. Chú chúc cho con gặp được nhiều may mắn, giữ mãi cái nét thanh xuân như thế này, luôn là người vợ, người mẹ tuyệt vời trong gia đình nhỏ. À, đây, lì xì. Chứ nữa, cái công việc mà công việc về quần áo của con là phát đạt nghe không? Đó. Yeah. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình Vợ Chồng Son. Cái thời gian đầu tiên mà các con gặp nhau đó, nó như thế nào? Cơ duyên gặp nhau ra sao và ấn tượng về nhau như thế nào? Kể cho chú nghe đi. Cái thời điểm đó là tầm ngày 22-23 Tết năm 2020. Thì lúc đó con có chơi một cái mạng xã hội Tinder để tìm kiếm bạn bè thôi. Thì vô tình thì con có thấy anh Tú trên đó. Nói chung là con cũng có một chút thiện cảm. Thì con mới match anh Tú. Thì vô tình anh Tú cũng đã match con từ trước rồi. Thì lúc thì anh nhắn tin làm quen con. Con thích cái thiện cảm gì ở khuôn mặt của Tú? Dạ thật ra cái lúc đó trên đó hình ảnh anh Tú là không có tấm nào thấy mặt hết á. Có nghĩa là dạ chỉ có cái bóng lưng với lại nói chung là không có rõ mặt. Người đàn ông bí ẩn đó. Tú cũng me dạ. Nhiều rồi phải không? Con thì trên đó con đợi ảnh thì rất ít là con đưa cái mặt ra. Con thích chụp kiểu giống như là mình che mặt hoặc là mình kiểu mình chụp dáng của mình là nhiều. Bí ẩn đó, bí ẩn. Con thấy Trinh thì thật ra là con biết Trinh từ chắc 2 năm trước. Trinh là một người bạn của bạn con. À. Dạ. Thì biết thôi chứ hai đứa chưa bao giờ nói chuyện hết. Bạn dạ. Nhưng mà là bạn bình thường hay là bạn gái? Bạn của một người bạn con trai nữa chứ không phải con gái. Dạ. Ừ. Lúc đó là cũng biết là Trinh cũng đã có người yêu rồi cách 2 năm trước. Bây giờ thấy Trinh đây thì không biết như thế nào thì mình mới thử coi. Tại vì mình cũng thích nên là mình cứ tiến tới thôi. Vừa quẹt xong thì nằm một chút thì tin nhắn báo tới là bạn đã cũng được. Có người quẹt lại. Ừ. Dạ. Nay đã có nước giặt xả tròn 2-1 mới, lưu hương 7 ngày với 3 loại tinh dầu tự nhiên. Con cũng vô con nói chuyện luôn. Thời gian đó cũng gần Tết thì Trinh cũng bận phụ gia đình may mặc vào cuối năm thì đi thu công nợ này kia. Con nhắn tin thì Trinh cũng ít trả lời lắm. Cái gì gần Tết thì mình rảnh thì mình cũng muốn gặp mặt để mình đi ăn uống cuối năm thôi. Dạ. Ủa nhưng vậy thì là gặp nhau trước Tết hay là sau Tết? Dạ trước Tết. Và dạ. Cái lần đầu tiên gặp nhau Trinh được thấy coi như là thấy full dạ. Cái gương mặt của chàng trai này đó thì lúc đó thì em thấy sao? Hôm đó là anh cứ đòi qua đón. Nhưng mà tính con á là con thích tự đi à. Con không thích người lạ biết nhà con cho nên là con nói thôi, con từ chối, con nói là để anh tự đi mà anh cứ đòi qua hoài à. Nhưng mà con nhất quyết là anh tự đi. Gặp, nói chung là con không ấn tượng gì nhiều hết. Tại sao? Tại vì thật ra anh Tú không phải là gu của con. Gu của con là gì nói? Nói nghe coi. Gu của con là mấy anh kiểu lực lượng khỏe mạnh mà ngầu ngầu á. Vậy à. Đó, bụi bặm á. Lúc đó anh Tú trắng bắp mà. Người cũng nhỏ nhỏ, hơi ốm ốm nữa. Mà dịu dàng, chu đáo á. Đó là cái ấn tượng đầu của con thôi. Còn dạ. Tú thì sao con? Hẹn gặp nhau là trong cái nhà hàng đó là cũng hơi tối. Trinh mặc nguyên một bộ đồ màu đen nữa nên là con thấy thì tối chung là dạ, tối thui luôn. Chung là con gì thấy mặt Trinh lúc đó cũng kiểu mệt hay sao mà lúc mà tới là lúc sau con hỏi thì mới biết là lúc đó đang rất là đói bụng. Mà đường đông, đường Tết nữa. Của con gặp nhau hôm đó là 28 Tết. Thì gặp nhau ở trên một cái nhà hàng trên đường như Mạc Thị Bưởi. Lúc đó là đang đông lắm, ở đó người ta đang bày ra quầy sập Tết nữa. Vừa đói vừa mệt mà vừa kiểu mà phải đi bộ này kia đông người nên là Trinh rất là mệt. Nên là mặt hơi bị hơi quạo. À là mặt Trinh hơi mệt rồi, hơi khó chịu nữa. Lúc đó là con thấy con cũng kiểu con sợ. Tại vì sao khi mới gặp nhau mà mặt quạo quá. Rồi sau cái bữa đó các bạn có liên tục gặp nhau nữa không? Cái lúc mà ăn xong á là hai đứa có đi thêm một quán rượu ngồi nói chuyện nữa. Nói chung là hai đứa hợp cái khoảng nói chuyện nói rất là nhiều vấn đề, đề tài. Cái dòng yêu nhau ngộ lắm em, dạ. Nói hoài nói thường. Sáng thì tới khuya cũng nói được mà giờ cuối cùng không động lại cái gì hết. Tới tối thì ảnh đưa con về. Ảnh đưa con về xong, ảnh mở cốp xe ra ảnh tặng cho con một cái chậu mai nhỏ. Wow. Dạ, mai thiệt á hả? Dạ mai thiệt. Hay là mai giả? Mai thiệt.
Vậy mà để trong cốp xe mà. Dạ, mà tại vì ảnh muốn qua đón con là để đưa cây mai để vô nhà rồi mới đi. Nhưng mà con không chịu. Mà ảnh thì không nói có cây mai. Thì lúc đưa về là hên là cái mai nó không có rụng. Sau đó hơn nửa tháng là tụi con quen nhau. Thì nhà con cũng có mấy chuyến du lịch ngắn á. Thì anh Tú bất đắc dĩ là thành tài xế luôn. Thì sẵn anh Tú đem đồ lên là để ngủ lại qua đêm rồi sáng mai chở cả nhà đi vậy đó. Rồi ở luôn. Ở luôn. Ở đâu từ hơn nửa tháng á, thì cái phòng khách đó mẹ con sửa lại thành cái phòng ngủ luôn. Ủa thương quá. Tú ngủ ở cái phòng khách ngủ đó dạ. Được thời gian bao lâu thì là hai đứa sẽ từ trên lầu đi xuống phòng khách ở hoặc chung. Từ phòng khách đi ngược lên lầu. Tầm 3 tháng dạ. Lâu ạ dạ. Lâu quá vậy đó. Lý do gì mà cưới sớm vậy? Bác sĩ kêu cưới. Chứ sao? Đấy chưa, tôi đã nghi rồi. Tôi cũng đã biết rồi. Nghi rồi. Nhưng mà là sau khi mà biết con là có em dạ. bé rồi, chắc gia đình chắc cũng vui đúng không? Con thì con lại sợ. Tại vì con với anh Tú tính là quen nhau tầm 1 năm mới cưới. Mà trước khi gặp anh Tú là quan điểm của con là 30 tuổi con mới lấy chồng, đùng một cái có bầu. Trời, con muốn xỉu luôn. Sốc lắm. Ủa, mình đang trẻ tự nhiên giờ dày rồi sao? Rồi không biết ba mẹ sao? Tới cái lúc mà con nói chuyện với ba mẹ. Con nói với ai trước? Em gái con trước. Con rủ em gái con xuống nói với mẹ. Hai chị em cứ mẹ rồi cứ cười rồi đâu dám nói đâu. Mẹ cứ chuyện gì nói đi. Thì nói ra mẹ con cười ơi là cười. Mẹ đoán trước rồi. Mà con với em gái con có đứng sợ. Không biết mẹ cười xong rồi sao nữa. Mẹ cứ cười hoài à. Xong rồi ba về mẹ cũng cười, mẹ nói với ba cái ba cũng nhìn con kiểu cũng bình thường. Thế sao ba kêu ừ có bầu rồi giờ thôi chứ sao giờ. Giờ thôi chứ sao giờ. Bây giờ mẹ hỏi cái cảm giác của Tú nè. Lúc mà Tú nghe tin Trinh có bầu thì cái cảm giác lúc đó còn sao? Dạ lúc đó con cũng rất là sợ. Thật ra con cũng chưa có sẵn sàng để mình lên trước như vậy. Lúc đó là con nghe tin xong thì con nói chuyện trên xong con đi về nhà con luôn. Để con kiểu con nằm con suy nghĩ coi mình sẽ giải quyết như thế nào. Trinh thì cũng kiểu cũng sợ, cũng gọi với con hoài. Thật sự lúc đó là con sự nghiệp thì mình đi làm gia đình thì cũng ổn định. Thật ra lúc đó con còn ham chơi. Con biết có con là mình phải có trách nhiệm rất là nặng. Chăm lo cho con mình và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Mà con thì kiểu con muốn đi đây đi đó. Con tắt điện thoại luôn để con ngồi con suy nghĩ. Con không biết sẽ nói chuyện với bố mẹ con nữa. Cả gì gọi liên lạc với con không được. Trinh đi thẳng xuống nhà bố mẹ con để nói chuyện với bố mẹ con luôn. Ngày hôm sau thì con mở điện thoại lên thì bố mẹ gọi nhỡ nhiều quá. Thì mới gọi lại cho bố mẹ không biết có chuyện gì bố mẹ mới kêu vô nhà. Bố mẹ không nói gì hết, cũng kêu con vô ăn cơm bình thường. Hồi sau mới hỏi con có chuyện gì không? Nói cho bố nghe đi. Lỡ là nói cho bố biết. Nói xong thì bố nói thôi cũng có tuổi rồi. Nhỏ mới có 30 tuổi. Ông già nó thôi đã có tuổi rồi. Dạ, như là bố con cũng rất là muốn con cưới có gia đình ổn định. Tại vì con trong nhà con thì con là út. Thôi tính ngày chuyện cưới đi, sắp xếp ngày để bố mẹ qua nói chuyện với ba mẹ của Trinh nữa. Bố mẹ có nói là hôm qua Trinh nó qua nhà không? Dạ có, tại vì con cũng nghi rồi, con cũng chạy vô. Tại con rất là hiểu tính bố mẹ con, không giờ mà kiểu tự nhiên mà kêu con vô ăn cơm vậy đó. Nhưng mà Trinh, cái lúc mà con qua nhà bố mẹ của bạn con á, con như thế nào? Anh Tú nghe con có bầu một cái, chở con đi khám, rồi có kết quả chắc chắn rồi. Thôi kêu ừ thôi để anh về nói chuyện với ba mẹ anh này kia. Nhưng mà dọn đồ từ nhà con đi về luôn, kêu là anh ở đây anh không dám, không biết nói chuyện ba mẹ em sao. Thôi em nói chuyện ba mẹ đi để anh về nói chuyện ba mẹ anh. Thì về tắt máy. Không, ổng kiểu không có muốn ai liên hệ tới mình á. Xong rồi nói với con thôi cho anh đi Đà Lạt quá, anh đi Lạt 5-6 ngày á. Anh về đi để suy nghĩ đó dạ, con dạ. Cái con nghĩ trời ơi tức quá, cái tính con cái gì là cái đó ra rõ ràng. Đừng có mập mờ hay đừng có cấm lặng đó dạ dạ. Con tức lắm, con lái xe thẳng xuống. Trước khi đó là con điện thoại con nói con có chuyện muốn thưa với bác. Thì bố chồng con kêu à, có gì thôi con nói chuyện qua điện thoại đi. Thì con mới nói là dạ thôi để con xuống gặp bác luôn. Ừ con xuống đi. Là con đi từ Gò Vấp chạy xuống Bình Dương, nửa tiếng hồi là con có mặt. Rồi con vô cùng con cũng nói chuyện, nói dạ bác giờ con có bầu vậy vậy đó. Bố chồng con ngồi suy nghĩ, bố chồng con điềm tĩnh đó. Ừ thôi con về đi để bác tính. Là con về, con về nhà được đâu tầm hơn tiếng cái là anh Tú gọi cho con. Con nói ủa Trinh em xuống gặp ba mẹ anh hả? Vậy là ngon lành quá rồi. Mày cưới xong về đó thì có những cái tật xấu gì rồi bây giờ bạn nào nói trước đây? Dạ thì lúc cưới nhau về thì lúc đó là con đã có bầu đâu hơn 3 tháng rồi. Cái thời gian con có bầu á thì vẫn là ở nhà con ở cái phòng khách đó đó. Khi mà gần sinh con mới về Thủ Đức là vợ chồng con ở chung cư riêng. Tại vì thời gian tìm hiểu nhau là quá ngắn, về ở nhau chưa hiểu nhau được hết thì lại có con thì nó có rất là nhiều cái vấn đề không thể giải quyết được. Ví dụ chồng con á chỉ có cái tật là mê game. Trời ơi mê kinh khủng luôn. Nhiều khi con nghĩ mê hơn vợ hơn con luôn. Con là
cái tiếp người là nhạy cảm mà gặp con mới sinh nữa. Giống như chồng con đang chơi game mà con ví dụ con mệt con đang ngủ mà con khóc, chồng con kêu con dậy dỗ dở trận là thua, tức quá. Quen con là ngày chơi có 1 tiếng 2 tiếng à, kìm lắm, giấu sau giờ mới lòi ra, giờ xả vàng rồi. Rồi gì nữa giờ chỉ có mê game thôi Là không có thật xấu gì luôn, có ghen không? Có bừa bộn không? Không, có, dạ không. Không chăm con rồi? Dạ chăm luôn, ảnh chăm nhiều hơn con. Không nhậu nhẹt, không cà phê bạn bè gì hết luôn. Ở nhà không vậy ở đó? Ở nhà vợ con chỉ có mê game thôi. Có là Tú hoàn thiện vậy luôn á hả con? Chỉ có một cái tật xấu thôi. Hai vợ chồng con á, đa số thời gian ở nhà với nhau nhiều, cho nên là hầu như là hai đứa không có gì để nói với nhau á. Con với chồng con ít giao tiếp với nhau nhiều á. Con chỉ muốn là chồng con nói chuyện con nhiều hơn thôi. Ủa có nghĩa là công việc của con cũng bận, công việc chồng con cũng bận, thành ra là hai đứa ít có thời gian riêng cho nhau? Dạ không, thời gian hai vợ chồng chăm con xong thì buổi tối là chồng con chơi game, con coi tivi. Không nói chuyện với vợ, bạn bè thì không có. Vậy thì con nói chuyện với ai? Chuyện trên game. Con nói chuyện với bạn con trong game. Thật ra Trinh nói vậy cũng không phải là đúng, là con cũng có nói chuyện với Trinh. Bé nó còn nhỏ thì nó hay kiểu giật mình giữa đêm. Con muốn cho Trinh ngủ xuyên giấc thì con ngủ với con. Sáng ngủ dậy là con bắt đầu con thay tã, con cho bú buổi sáng. Xong rồi con mới đi làm. Con về thì con dọn dẹp nhà cửa, rửa chén, quét nhà, lau nhà, giặt đồ. Chưa kể tật xấu mà sao tôi thấy lòi ra nhiều quá vậy. Khi mà xong việc hết rồi con cho con bú cự tối. Xong con đi ngủ. Lúc đó con thấy thoải mái rồi, xong con mới ra con ngồi con chơi game. Trong quá trình chăm con này kia thì hai vợ chồng cũng có tiếp xúc với nhau, nói chuyện rất là nhiều. Trinh ở nhà thì đôi lúc là Trinh không có gì để nói với con. Thì con thấy chắc Trinh không có gì muốn nói, thì con nghĩ vậy chắc không sao. Thì con ngồi con chơi game thì Trinh ngồi cạnh con, Trinh coi tivi. Cô cảm nhận con là người hoạt bát chứ con không phải là người ít nói. Dạ. Vậy có cái vấn đề ở đây là con nghĩ rằng là con với Trinh không có một cái chung để mà thảo luận sôi nổi, thậm chí là tranh cãi với nhau đúng không? Dạ. Cho nên rằng hai đứa tụi con cứ bình yên, gọi là giống như mặt hồ phẳng lặng vậy đó. Nhưng mà cái đó lại là cái mà gọi là giống như sóng ngầm ở dưới. Nãy giờ cô Trinh nè, tôi nghe chú ấy kể cái công việc của chú ấy từ sáng tới tối là tôi thấy lòi ra nhiều đó. Có đến chỗ này cử tối là con cho bú, xong rồi ảnh cho con ngủ. Thì em bé của con á, là con luyện easy từ bé, từ lúc 2 tháng là con sẽ cho ngủ một mình, ngủ riêng một phòng. Nhưng mà chồng con thì xót con, tối lại vô ngủ với con. Thật xấu của Trinh thì sao nè? Dạ Trinh thì bị một cái là hơi bày kiểu bừa bộn. Trinh làm cái gì cũng kiểu bày rất là nhiều. Đa số là chỉ nói buổi trưa thôi. Buổi chiều thì bình thường cuối tuần hai vợ chồng đi ăn ở ngoài. Buổi trưa thôi mà con thấy chắc Trinh bày chứ cũng phải 5-6 cái tô rồi, 3-4 cái chảo đầy ra rồi, chén bát tùm lum rồi, bình sữa của con thì con cũng rửa. Một ngày con rửa chén chắc cũng phải, con dùng là chiếm chắc cũng phải cả tiếng đồng hồ con mới rửa xong cái đống chén đó. Bừa bộn, cái gì rồi nữa? Chỉ có cái bừa bộn là thấy rồi, con thấy là nên, vợ con nên sửa thôi. Qua cái bếp mà cô thấy cái bếp nó bừa là cô ăn hết ngon luôn. Rồi bây giờ giống như Trinh, bây giờ là Trinh mong muốn Tú thay đổi điều gì? Thì con cũng mong chồng con nói chuyện con nhiều hơn. Nói chuyện đó nhiều hơn. Con chỉ mong Trinh là đừng có hay cáu gắt những chuyện nhỏ nhặt, tại những chuyện đó là những chuyện nó rất là không đáng để hai vợ chồng cãi nhau. Hy vọng là các bạn sẽ có được những cái cải thiện và giúp cho cái cuộc sống nó ngày càng hoàn chỉnh hơn, hoàn hảo hơn nhé. Rồi cảm ơn Tú và cảm ơn Trinh. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Cảm ơn cô chú. Rồi cái đọc xong rồi cái về ảnh điện thoại liên tục và nhắn tin liên tục. Lúc nói đó, gì chú mà chú tấn công mà cũng bảo mà lúc đó là chú thiện là anh ấy không, nói chung là đi cà phê thì em cũng lỡ mấy chỗ sáng nên cũng rồi hồi lúc mà bắt đầu xuống Sài Gòn á thì cũng có đi xem phim. Đi nói chung là cũng trong tâm tức trạng là sao là sao ít quan tâm lại xíu để em thoải mái tại giống như là thương từng chút thì tiện là mối tình đầu của em mà. Hãy dành một tràng pháo tay để chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Rồi chúc mừng năm mới nha. Chúc mừng năm mới hai em. Happy New Year. Xin chào chị Hồng Giang. Xin chào anh Quốc Thuận. Mình tên là Nguyễn Chí Thiện. Mình năm nay là 48 tuổi. Anh Thiện làm cái gì và ở đâu? Thiện thì làm thiết kế sân khấu và tổ chức sự kiện ở quận 9. Quận 9, thành phố Thủ Đức. Còn chị? Dạ, em xin chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Thì em tên là Thành Thị Núi, hôm nay là em 37 tuổi. Hiện 37. Tại em cũng sinh sống ở quận 9. Em cũng làm bên lĩnh vực thiết kế sự kiện và nội thất.
hai vợ chồng làm chung rồi đó. Dạ. Có chung nhau không hay là hai vợ chồng mỗi người một nhánh? À, có thời gian thì làm chung chị. À. Thì bây giờ vậy, Núi sẽ chúc anh Bin, còn Thiện sẽ chúc chị Vân, đúng đó, không? Dạ. Đó. Thì hai em đó ấy, hai đứng đó lên lì xì cho hai em nè. Ok. Đó, rồi em chúc chị đi, chị lì xì. Thì em chúc chị ngày càng xinh đẹp và diễn hay. Sắp tới thì trong tình hình, bất cứ tình hình nào vẫn đắc show. Thì em là dân thiết kế sự kiện thì em cũng đắc show theo. Ok, rồi chị chúc chị ngày càng xinh đẹp như thế. Rồi, chị cảm ơn em. Chị chúc em á là đầu tiên là sức khỏe, sau đó là sự nghiệp lúc nào cũng gọi là thăng tiến, và rất mong là những sự kiện của em là chị cũng đều có mặt. Yeah. Chị em. Chị. Rồi tới Núi. Dạ, năm mới thì em xin chúc anh Quốc Thuận á, gia đình bình an, mạnh khỏe, có nhiều sức khỏe, anh Thuận mãi trẻ vậy. Cảm ơn Núi. Nhân dịp đầu năm mới anh cũng chúc cho Núi ha, cùng với gia đình một năm mới thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc và đặc biệt là mọi người đều sức khỏe bình an. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ, em cảm ơn năm mới. Dạ. Rồi, mời giờ ngồi, mời ngồi. Thì sự thì vợ chồng em rất là quý anh chị và nhận món quà này rất là cảm ơn anh chị, và nếu được em sẽ tặng các anh chị một bài hát giống như là một món quà đầu xuân. Hay quá, hay quá. Các quý vị. Rồi. Rồi, em đứng dậy hát luôn Thiện. Em xin tặng một bài hát là Dịu Dàng Sắc Xuân để không khí ngày xuân này được rất là vui vẻ. Rộn ràng hơn. Yeah. Nắng xuân ấm thơm môi hồng, gió xuân đến bên em ngồi, cùng mùa xuân em hát câu tình ca. Đó cúc trắng bên hiên nhà, ngỡ như dáng ai đang về, dịu dàng bên hương sắt xuân tràn lan. Nhìn nhà đàn chim én bay, ôi kìa mùa về bao đắm say, rộn ràng bao hương sắt xuân mơ mơ niềm vui. Thôi hay quá, sắc xuân vậy là hay lắm rồi. Thôi nói chứ là cũng rất là cảm ơn một cái không khí và nó là rất là sinh động, một cái không khí mà chỉ có Tết mới có những cái giai điệu này nó vang lên như thế. Bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình, hai vợ chồng Núi có thể chia sẻ cho anh biết là cái cơ duyên nào hai bạn gặp nhau, và gặp nhau như vậy thì ấn tượng về nhau như thế nào? Thì em nhớ là cách đây khoảng 13 năm về trước, là hồi mùng 4 năm 2018 ạ. Em từ nhà ngoại em chạy về nhà mẹ em á, là trên đường thì phía sau em nghe tiếng gọi với nội tên nhà của em ạ. Em mới quay lại, em thấy là em mới là chào chú Thiện. Là chú cháu biết nhau hả? Dạ. Thiện là tức là hai đứa em là ở cùng quê ở Tây Ninh. Dạ. Cùng trong xóm. Biết rồi, rồi tiếp tục. Rồi cái em ảnh xin điện thoại, số điện thoại. Lúc đó nói chung là cũng quán tính cái đọc đọc lên số điện thoại. Rồi cái đọc xong rồi cái về ảnh điện thoại liên tục và nhắn tin liên tục. Lúc nói đó, gì? Chú mà chú tấn công mà cũng bảo mà. Lúc đó là chú Thiện là chú Thiện lúc đó là cộng với 11 là nhiêu, là chú Thiện cũng 30 mấy rồi, 32 rồi. Trời ơi. Trường cũng nhiều lắm. Nhiều lắm. Tiếp tục nè. Lúc đó rồi ảnh gọi rồi ảnh nhắn rủ cà phê này nọ các thứ. Rồi đó thì em run lắm, tại vì do là em nhà ngoại em là cũng gần nhà anh Thiện, cách nhau một con đường thôi. Rồi lúc đó nói chung là anh Thiện là bồ vịt hay này kia các thứ là biết hết à. Cho nên là em rất là sợ. Xong rồi cái em cũng không có trả lời được, cuối cùng không có nghe máy. Nói chung cái cảm giác đầu tiên của bé Nụi với anh Thiện là sợ đúng không? Dạ. Còn anh Thiện thì sao? Lúc anh Thiện cứ bé Nụi là trong đầu của anh Thiện nghĩ cái gì chậm? Trước đó nữa thì mẹ của Thiện á cũng một cái dịp gần Tết thôi, thấy Nụi trang trí nhà cây mai này kia rất là vui, rất là đẹp. Thì mẹ mới về nói Thiện như bé Nụi nó cũng học cái ngành thiết kế mỹ thuật giống con á. Mà thấy nó khéo tay lắm, nó làm chân cây mai này kia mỗi năm, rồi Giáng sinh thì cũng làm cây thông này kia rất là đẹp. Cái tự nhiên mình giống như đến một cái lứa tuổi đó Thuận, thì bắt đầu mình muốn lập gia đình. Mặc dù trước đó là muốn vợ đó là mình tia rồi để ý cô Nụi này đó. Cho nên cái câu mà bé Nụi là trong đầu là đã có tia rồi, đã có để ý rồi, đúng không? Tức là mình đã lên lên cái quan hệ rồi. Bao lâu thì có tình cảm nè?
khoảng từ lúc cô bé nụi đầu tiên đó. Dạ khoảng 2 tháng á chị. Tháng nói chung là nó cũng chút dần cho đến 2 nhưng tháng. Nhưng mà cái lần đầu tiên mà hai đứa gặp nhau mà đi chơi chung với nhau á thì đó là khi nào? Dạ đi cà phê ở ở trong Tây Ninh hả chị. Là lần đầu tiên đi với mình không biết là bé nụi có sợ là anh ấy không? Nói chung là đi cà phê thì em cũng lỡ mấy chỗ sáng nên cũng rồi hồi lúc mà bắt đầu xuống Sài Gòn á thì cũng có đi xem phim. Dạ đi nói chung là cũng trong tâm tức trạng là sao là sau đó là ông rủ đi chơi xuống Sài Gòn luôn. Dạ anh tại em học ở Sài Gòn lúc mà kiểu nghỉ Tết hiểu xong rồi. Lúc đó là anh ở ở Tây Ninh à thì lúc đó là Tết. Cũng học ở Sài Gòn. Lần đầu tiên đi chơi ở Sài Gòn thì cái điều gì nó xảy ra? À, em nhớ là đi xem bộ phim trong đại chiếu phim á. Anh Thiện nắm tay em mà hôn. Cái em sợ quá. Nói chung là sợ ngồi mà run hết nguyên bộ không có xem phim gì luôn. Cái em đợi em kêu làm về sớm. Chở em về trên đường về là em cứ run đó. Em nhìn nó con chở nó về có đúng là đường về nhà không? Sợ chở đi chỗ khác luôn. Dạ. Sợ đi vô rừng. Ở rạp chiếu phim là cái nụ hôn đầu tiên là ông dành vô tay mình. Dạ. Cái nụ hôn đầu tiên mà ông ấy hôn mình, hôn lên môi, lên má mình đó là ở đâu? Dạ ở khu du lịch Đình Quế. Lần đó có tự nguyện không hay là bị cưỡng bức? Bị kêu chỉ qua kia xong quay lại. Chị em gì kia? Ờ đó. Ủa đâu? Tức là mặc dù rất là cảnh giác nhưng mà rủ đi Bình Quế thì vẫn đi. Ừ, nghĩa là cũng phải có cảm tình rồi. Khi nào thì mới đổi cái cách xưng hô? Cũng khoảng 2-3 tháng rồi, từ từ là mới quen. Cái chuyện mới đầu thì chẳng hạn như em với chú. Đó là từ từ đó. À nội với chú. À nội với anh. Dù vậy chuyển từ từ. Anh với em. Dạ, chuyển từ từ bắt đầu anh em thì nó mượt hơn. Hai bạn yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ tụi em nhau là 8 năm. Lâu. Tại vì anh Thiện nói chung là nhiều nhiều scandal về bạn gái cho nên là lúc đó là em cũng sợ gia đình biết là cũng phản đối cho nên là cứ thôi để từ từ để giống như để càng khẳng định là cho anh giống như là em phải cần thời gian xong, đó xong. Cho tới hôm nay là đã cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ tới nay là tháng 1 này là 6 năm. Mà 6 năm vậy thì trong 6 năm với 8 năm cái thời gian yêu nhau đó, vậy thì về ở với nhau thì có những cái tật xấu gì nó lòi ra? Thật ra thì tật xấu của anh Thiện á là hồi trước khi cưới thôi rất là nhiều, là ví dụ như là giấu em, nhắn tin cô này hoặc là nói chuyện lại với người yêu cũ này kia, cái thứ là rất là nhiều. Còn khi mà cưới về thì những cái tật đó là gần như là hết luôn. Mà chỉ giống như là đến cái lứa tuổi của ảnh là giống như là quay về với gia đình nhiều anh. Anh lại chú trọng quá nhiều về sức khỏe, rất là kỹ, cho nên là giống như cái tính kỹ của ảnh nó từng ly từng tí á, thì làm cho mình nhiều lúc không có thoải mái. Kỹ tính quá thì sẽ thành ra khó tính đúng không? Ví dụ những cái chi tiết nào? Em ví dụ như nhiều khi là mình con gái thì tóc dài thì cũng hay rụng tóc ở đây ở đó, rồi cũng hay la, hoặc là ví dụ như là có hạt bụi dính lên bàn chẳng hạn. Ví dụ như giờ cho em một cái điều mong muốn anh Thiện thay đổi thì em sẽ mong muốn điều gì nhất? Ít quan tâm lại xíu để em thoải mái. Tại giống như là thương từng chút. Thì Thiện là mối tình đầu của em mà. Dạ. Giống như ông có một viên ngọc mà không ai có. Ông về ông o, ông kỹ, ông lau, ông chùi đó, kiểu vậy đó. Được rồi, bây giờ tới Thiện. Có thể chia sẻ những cái tật xấu của vợ mình đó là những cái gì? Ngủ nướng nè. Ngủ nướng. Hẹn đi chơi thể thao nhưng mà đến giờ đó thì lại không chịu dậy, lười thể thao, hoặc là mình đi những sự kiện có đôi khi trang điểm hơi lâu, cấp lâu chậm đúng rồi, lề mề đó. Trong công việc thì có vậy không? Không, trong công việc thì Núi rất là tập trung công việc và làm việc rất là hiệu quả. Em nói cái điều mà em mong muốn cổ thay đổi có nghĩa là tật xấu của cổ đó. Tức là trước kia thì Núi rất là ít nói, chẳng hạn như có nhiều khi ở Sài Gòn, mình đi về quê, nhưng mà trên đường thì nhiều khi mình thì là người chủ động mình nói quyền riêng nói để cho cái cuộc đi nó vui, nó được thứ. Thì Núi ít có nói. Sau này thì cũng có thay đổi rất là nhiều. Chẳng hạn như đi những sự kiện này kia thì mình cũng mong cô ấy là thay đổi để hoạt bát hơn nhiều. Đúng không? Nhưng mà bây giờ thì cũng rất là khác hơn xưa rất nhiều. Thôi vậy được rồi. Bây giờ hai vợ chồng làm quá làm vậy thì có em bé chưa?
Dạ chưa. Chưa phải không? Là do chưa muốn có hay là do là chưa có được? Cái điều mà có con á là em rất là mong mỏi. Tại vì em cũng lớn tuổi rồi. Bớt công việc lại để vợ thoải mái tinh thần, rồi thứ nhất là có sức khỏe, hai vợ chồng cũng có sức khỏe. Đó. Bây giờ muốn hay không muốn thì tôi vẫn chúc ha, đầu năm mới mát miệng, chúc cho hai bạn, và đặc biệt là hôm nay là ngày mùng 6. Mùng 6 là một cái mùng rất là tốt ha. Thì Quốc Thượng xin chúc cho hai vợ chồng anh Thiện, bà Núi trong năm nay sự nghiệp, công việc, mọi thứ đều tốt ha. Và bên cạnh đó hai bạn sẽ càng yêu thương nhau hơn, hạnh phúc nhau hơn, thấu hiểu nhau hơn. Và đặc biệt là vài tháng nữa sẽ có tin vui. Và trong năm nay, luôn nha. Các bạn sẽ có một em bé, một thiên thần kháu khỉnh tuyệt vời đến gia đình chúng ta. Trọn con cọp. Đúng rồi, con cọp. Nếu có tin vui báo cho Quốc Thượng và chương trình biết nha. Thôi xin chúc mừng năm mới. Hai vợ chồng sống thử rồi về quê xin cưới, nhưng mà vô tình là trong thời gian sống thử thì hai vợ chồng có bố em bé. Rồi về quê có xin bố vợ em á, nhưng bố vợ em nhất quyết không đồng ý. Hai đứa tự lòng đó, đúng không? Cũng có cơ hội được tham gia chương trình này thì con cũng muốn gửi một lời tới mẹ là con rất là nhớ mẹ. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật to để cùng chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Chào hai em, mời hai em giới thiệu cho mình. Em chào tất cả mọi người ạ. Chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân ạ. Em tên là Lê Ngọc Diện, năm nay em 24 tuổi ạ. Nghề nghiệp của em là thiết kế nội thất và thi công luôn ạ. Rồi, mời vợ của Diện. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Lê Thị Dung, hôm nay em 22 tuổi. Em đang là sinh viên mới tốt nghiệp xong, hiện tại em đang ở nhà làm nội trợ. Sinh viên mà ngành nào? Em khoa ngoại ngữ ạ. Dung. Thế tại sao lại vừa mới ra trường xong rồi đã lấy chồng ngay là thế nào? Nó có biến cố trong quá trình quen nhau. Bác sĩ bảo cưới đúng không? Diễn ơi. Đang có sao? Dạ không, là em qua có rồi. À mấy tháng rồi em? Được 10 tháng rồi ạ. Em bé được 10 tháng rồi đúng không? Vậy á, vậy là hai đứa lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ em mới cưới. Được 7 tháng. Có nghĩa là có em bé là mới cưới. Tụi em đã cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ tụi em cưới hồi tháng 6. Rồi Diễn và Dung, câu chuyện tình yêu của các em. Dạ vợ chồng em quen nhau là đợt đó em đang thất tình. Thế rồi chồng em là bạn chung trên Facebook thì chồng mới thấy em đăng cái tút tâm trạng lắm. Chồng mới thấy thì chồng cua cẩm đâu cua có 3 ngày đâu. Thế là chồng duyên dáng lắm rồi, nhìn cái e thẹn đấy nhưng mà thực ra ghê lắm đấy. Cua cái gì mà có 3 ngày đổ của người ta. Em làm cách nào hay vậy chỉ cho anh Bin đi. Trời ơi, anh Bin cua giờ anh Bin biết bao lâu mới đổ được. Cua lâu thì đúng rồi, mới nhầm nha. Cái đó thì khi vợ em đăng tút tâm trạng lên á thì em có nói chuyện với vợ em, mới ngỏ lời hỏi làm bạn gái em á. Thì ngày đầu vợ em không có chịu, ngày thứ hai cũng không chịu, đến ngày thứ ba em chỉ hỏi một lần vợ em đồng ý luôn. Dạ vợ em hỏi là thôi quyết định làm bạn gái anh đi, xong vợ em suy nghĩ tầm 5 phút sau vợ em đồng ý. Có phải là do hổ hoài có một câu bực quá nói luôn? Dạ không, không phải, có rất nhiều người nhắn cho em mà em không có cảm giác ai mà thân thiện và dễ mến như chồng em cả. Trước đó là tụi em đã quen nhau là trên Facebook trên, thôi à? Hồi đó anh làm ở Hà Nội còn em là học trong này. Rồi nhắn tin qua lại là 3 ngày sau là dính. Dạ, anh còn hỏi em mà cái lần thứ 3 mà không đồng ý thôi anh bỏ luôn. Em sợ bỏ luôn cho nên không đồng ý. Hai đứa chính thức của em là tìm hiểu nhau đó. Dạ, vợ chồng em tìm hiểu nhau từ hồi đó cho đến Tết là được gần 1 năm đó. Thì mới về quê gặp mặt. Thì lúc mà tụi em gặp nhau ngoài đời có choáng ngợp không? Nhau ngoài đời cảm giác của tụi em sao? Hồi đó chồng đẹp trai. Bây giờ anh đẹp mà. Không, giờ xấu rồi. Bây giờ xấu rồi đó hả? Xấu rồi đó hả? Xấu rồi mà dễ sợ vậy đó hả? Hồi đó chồng đẹp trai lắm mà. Chồng sạch sẽ gọn gàng, cái gì chồng cũng tươm tất hết. Đi gặp em thì con trai đâu đi sạch kèm, dưỡng da mặt đó chị. Cái em mới nhìn thấy em thấy ông này ông điệu, ông làm dáng ghê lắm.
Em thề cho người là em không quen nữa. Em đuổi luôn, em không gặp mặt luôn. À. Em không thích con trai xài mỹ phẩm thì ngay bản thân em cũng không xài. Ồ, à, dạ. Sao em xài gì vậy? Đó, nó là em chỉ thoa cái kem để cho nó chỉ bớt cái mụn thâm của em thôi. À, đúng rồi, đang bị mụn đúng không? Dạ. Chấm mụn thôi mà. Đó, dạ. Rồi nghe sau đó là anh không xài nữa. Dạ, về cũng nhắn tin cho em hỏi cảm nhận về chồng sao, em bảo không có chê cái gì, mỗi cái là e thẹn thì nó chỉ y như vậy nè. Với lại xài mỹ phẩm em không có mê rồi. Nghĩa là ổng nói chuyện nhẹ nhàng đúng không em? Dạ. Đúng không? Ừ. Nói thì rất là rụt rè mà nhẹ nhàng. Nhiều khi em nghĩ không biết có phải BD không ấy. Anh muốn nói chuyện nhẹ nhàng. Rồi, trong cái thời gian yêu nhau á thì có những cái câu chuyện gì vui không? Chia sẻ cho anh nghe. Là trong cái thời gian mà yêu xa đó thì chồng em đi làm ngoài Hà Nội. Bị tai nạn, với lại một lần là bị người ta đánh nữa. Thế là chồng phải đi mổ cái đầu để ghép cái sọ. Dữ vậy đó hả? Nặng dữ vậy đó hả? Lúc đó là em cũng không thể về được, tại vì đúng lúc đó em phải thi. Đến Tết về thì hai vợ chồng gặp nhau đó, là lúc đó là ở bên nhau rồi. Thì ngày Tết là hai vợ chồng em đi chơi, chồng em lại bị người yêu cũ của em đánh một lần nữa, là vào trúng cái sọ nữa. Dạ, thì lúc đó không biết sao chồng rất bình thường lắm, không có cảm giác đau gì hết. Thì chồng hỏi em là thôi bây giờ ăn Tết xong rồi vợ cứ vào đi học đi, anh ở ngoài này anh đi làm. Được khoảng tháng sau ấy, chồng em đau quá rồi, thì anh mới đi mổ. Mổ ngoài Hà Nội ấy, thì mổ xong được 3 ngày ấy chị, đầu đang còn cuốn băng. Giấu em đi vào Sài Gòn thăm em. Ôi Diện ơi Diện. Dạ đúng 2 giờ sáng đó, tự nhiên chồng gọi điện bảo vợ ơi chồng vào tới bến xe rồi, vợ ra đón đi. Thì em ra đó, em gặp chồng, thấy chồng đang quấn cái băng vậy nè. Em ôm chồng, em khóc quá trời luôn. Tội nghiệp. Dạ, em nhìn thấy em thương quá. Em hỏi đi vào làm gì, ở quê cho nó khỏe đi đã. Thì lúc đó chồng mới đứng chồng khóc, không nói gì, chồng chỉ kêu bảo là bây giờ phải có vợ chăm thì chồng mới khỏe được. Trời ơi. Trời ơi. Rồi sao, rồi lúc đó là đưa chồng về nhà trọ, rồi lúc đó chồng cái đầu đã lành chưa? Dạ chưa chị, thì lúc đó là em chăm chồng 2 tuần trong cái thời gian mà vết thương nó đang còn bị. Trời ơi, em có đau không cưng? Cái đầu đang như vậy lắm mà làm sao đó. Mà đi xe lửa hay là đi... Em đi ô tô ạ. Đi ô tô hả? Trời ơi, đi xe đò nó còn xa nữa. Thì em không hiểu sao là cái lần sau mà em mổ á, em bình phục nhanh. Vì lúc mà em mổ là em mổ nó là một vạch nguyên đầu ạ. Hai tay em có cầm, phải cầm hai ống dịch nè. Tới khi mà vào, em vào tới... Trời ơi! Tức là một vạch vậy luôn, sao em phải cầm vậy luôn á? Dạ. Rồi tới khi em vào tới Quảng Ngãi thì em mới xuống, em tự em bỏ cái ống dịch của em ra ngoài á. Lúc đó thì thực sự ra cũng đau lắm, nhưng mà không biết sao em vẫn cứ muốn vào. Tình yêu đó. Có khi nào lúc em nghĩ thế nên em sợ em nặng quá rồi em không kịp gặp vợ rồi em cố gắng hết sức không? Trước khi em mổ thì em cũng sợ. Bên bác sĩ có nói á là cái tình trạng của em nếu như mà bị mà đang còn tính là rất nguy hiểm về cái tính mạng sau, hoặc là trí nhớ. Thì tối hôm đó trước khi mổ thì tiền của em cũng mất, nhưng mất điện thoại, không có cách liên lạc với vợ. Rồi em quyết định ngày mai em mổ xong là em gắng phải bình phục, em vào em thăm vợ. Tội nghiệp, từ lúc đó bố mẹ có biết không? Dạ, lúc em vào thì bố mẹ cũng không có biết. Lúc em vào thì bố mẹ em thực sự là không có biết. Thì lúc đó là vào em mới lấy điện thoại của vợ em mà em điện cho bố mẹ. Ừ. Thì lúc đó là bố mẹ thực sự cái bố mẹ em khóc quá trời. Rồi bố mẹ em gọi điện cho vợ em bảo là gắng chăm nó rồi có gì nó khỏe rồi cho nó về. Thì em ở trong này 2 tuần rồi vợ em đi dạy gia sư với lại lấy tiền thêm để chăm cho em, với tiền thuốc, tiền sữa, thứ cho em. Sau thời gian đó thì em có đi làm về, hai vợ chồng sống thử rồi về quê xin cưới. Nhưng mà vô tình là trong thời gian sống thử thì hai vợ chồng có bố em bé. Ừ. Rồi về quê có xin bố vợ em á. Nhưng bố vợ em nhất quyết không đồng ý. Hai đứa tự lập đó, đúng không? Hai đứa tự lập. Thì bây giờ chắc chị nghĩ là cuộc sống bây giờ chắc cũng ổn định rồi, đúng không? Dạ, bây giờ thì qua rồi chị. Bây qua giờ rồi. Thì ông bà ngoại thì như thế nào? Dạ, chồng bảo là bây giờ coi như là mình cưới sau đi. Là mình có chịu bao nhiêu người nói cái gì nữa thì mình cũng không thể bỏ con được. Thế rồi anh nuôi em từ lúc mà em bầu đến lúc em sinh là mình anh lo cho em hết. Giỏi ghê không? Cái lúc mà em sinh xong á thì các em bị áp xe ngực. Em phải mổ cái ngực của em 2 lần. Dạ. Thì anh cũng là người chăm em luôn ở trên bệnh viện. Còn con thì lúc đó mới được 15 ngày thì phải gửi hàng xóm rồi. Tội nghiệp dữ vậy trời. Mà lúc sao đó thì... không biết tôi đừng gửi là tôi nuôi dùm cho trời ơi. Lúc đó thì số vợ chồng em cũng xui lắm. Hai vợ chồng nằm trên viện mà chồng em đi làm chỉ chờ đến lúc đó để lấy lương để cho em ra viện thôi. Thì người ta quỵt lương của chồng em.
Dạ. Chồng đi làm thì mới mua được cái xe máy 3 tháng cũng bị người ta lấy mất luôn. Hai vợ chồng không còn tiền ăn nữa. Bị gạt hoài vậy trời, rồi lúc đó ba mẹ có giúp được gì không? Tại lúc đó không hai vợ chồng dám nói luôn. Có em nói với mẹ chồng em thì lúc đó mẹ chồng em mới thương hai đứa lắm. Mẹ chồng em cũng hỏi là cho mẹ vào mẹ chăm em với bé, thì anh kêu bảo là giờ có mình con đi làm thì lấy tiền đâu nuôi được tới ba cái miệng cơ. Thôi mẹ nhà đi, mình con lo được cho vợ con rồi. Thì lúc đó em đang giấu bên ngoại mà, bên ngoại không có biết. Chị hai vợ chồng tự báo ban nhau rồi qua thôi. Bây giờ bên ngoại biết lúc mà sanh ra thì bên ngoại biết chưa? Em sanh con ra được 3 tháng rồi. Thì lúc đó em cũng hết bệnh. Rồi em về quê thì mới nói với ông bà là có cháu. Thì lúc đó thì ông bà giơ hai tay ra, ôm chầm lấy hai đứa rồi khóc. Lúc đó thì ba mẹ em thương lắm, là cho cưới. Cưới xong thì ba mẹ bảo cho hai đứa bây giờ phải tự suy nghĩ trưởng thành lên, tự lo được cho nhau, lo cho con. Không nhờ gì tới bố mẹ hết, để đến khi nào mà cảm giác mình làm bố làm mẹ một cách hoàn thiện rồi á, thì lúc đó ba mẹ mới không trách nữa. Thì anh mới đưa lại hai mẹ con em vào trong Sài Gòn cho em đi học tiếp. Bố mẹ có giúp được tí vốn nào không? Dạ có. Rồi bây giờ là một tay chồng đó hả? Dạ. Bây giờ thì bố mẹ vợ với em như thế nào? Từ cái khi mà bố mẹ vợ em biết là có cháu á, thì thực sự là bố mẹ vợ em rất thương em. Lúc đó bố vợ em có ôm em bảo sao mà không nói cho bố biết. Thì rồi hai đứa cháu nhau rồi vào đó chịu khổ một mình. Thực sự là em cũng muốn nói nhưng em sợ lắm. Lúc đó là tinh thần của hai vợ chồng không đủ can đảm để nói với bố mẹ là có em bé. Bây giờ bố mẹ vợ, tức là ba mẹ em ở đâu? Dạ ba em ở ngoài quê, còn mẹ em thì đang đi nước ngoài. Bà thấy cháu chưa? Dạ chưa. Mẹ em đi cái hồi mà em có em bé, em muốn nói với mẹ lắm nhưng mà em không liên lạc được với mẹ. Mẹ em đi gần 3 năm rồi nhưng em không nói chuyện được với mẹ gì hết. Thì đến cái lúc mà em cưới xong thì tự nhiên là mẹ lại gọi về được cho em. Mẹ em mới báo cho mẹ, mẹ vui lắm, mẹ bảo đến qua năm mẹ về. Dạ. Hôm nay có em, có con em đến không? Dạ có. À vậy hả? Dạ. Ôi trời đây. Ơi em đứng lại đây em đi. Đây bác. Không sợ cái ông chọc đầu này không? Không. Không sợ không? À. Trương bà Trương. Rồi rồi, qua bà này. Đó, qua bà. Bà Trương. Bà Trương, bà này. Rồi bố rồi mẹ. Bố kìa. Bà ngoại ơi, bà ngoại có coi truyền hình, bà ngoại thấy cháu nè. Cháu bà ngoại đẹp quá luôn nè. Trắng như bông bưởi luôn nè. Đó, bà ngoại thấy cháu chưa? Con mới sợ nha. Ngoại thương mà. Ngoại thương con nè. Chắc có lẽ là bà ngoại thấy được em bé như vậy bà rất là vui. Dạ. À, không chỉ bà đâu mà ông ở ngoài quê rất là vui và rất là hạnh phúc. Dạ. Thực sự chị thấy câu chuyện của tụi em phải nói là nó làm cho cái cảm xúc của bản thân tụi chị cũng như là mọi người ngồi dưới đây xúc động khủng khiếp. Xúc động ở đây là vì cái tình yêu của tụi em dành cho nhau nó vượt qua quá nhiều những cái chông gai, quá nhiều những cái gian khổ và sự nguy hiểm nữa. Đó, nhưng mà cuối cùng thì tụi em vẫn đến được với nhau như thế này. Thành ra là mọi người rất là mừng. Không những đến được với nhau mà lại còn có thể là tự nương nhau rồi tự sanh ra một em bé mà kháu khỉnh mà thông minh. Tức là nhìn cái mặt nó sáng dễ sợ. Tự nhiên mọi người hạnh phúc dùm cho tụi em luôn á. Thực sự là như vậy. Đó thì cũng đôi lời gửi cho bà ngoại là mẹ của cô dâu. Thì nếu mà chị có coi được cái số này thì chị sẽ thấy là thương con gái của mình cũng như thương con rể của mình nhiều hơn. Mong rằng là năm tới bà về bà sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều khi thấy con gái của mình đã trưởng thành. Có một người chồng yêu thương con mình thật lòng, thương bằng cả mạng sống của mình luôn. Thì cũng chúc gia đình cả đôi bên ha, nội ngoại sẽ gọi là đoàn viên với nhau, hòa hợp. Hai ông bà xui sẽ thuận thảo rồi là yêu thương tụi em nhiều hơn nữa. Dù có muốn điều gì muốn nói với mẹ mình không? Thì cũng có cơ hội được tham gia chương trình này thì con cũng muốn gửi một lời tới mẹ là con rất là nhớ mẹ.
là con chỉ mong là mẹ nhanh về với con thôi. À, nhân tiện đây em cũng muốn gửi lời tới bố mẹ vợ em cũng như bố mẹ đẻ em á, là một lời cảm ơn tới hai bên gia đình á, đã cứu mang hai vợ chồng em, giúp đỡ hai vợ chồng em rất nhiều. Và nhân tiện đây em cũng muốn cảm ơn vợ em, là vì vợ em là người cùng em vượt qua những gian khổ, và vợ em cũng không có một lời nào với em, một lời than thở. Dạ. Thực ra thì với một người chồng như em thì chả có bà vợ nào có thể than thở được rồi, bởi vì cái tình yêu của em dành cho vợ là quá lớn. À, cho nên là thôi thì hai vợ chồng cảm ơn qua lại như vậy để cho nó nồng ấm chút xíu thôi. Chứ còn công của cả hai đứa thì cũng ngang nhau nha. Bây giờ cố gắng làm sao mà nuôi cái con bé kia kìa cho nó sung sướng, nó hạnh phúc. Trời ơi, nhìn nó thương gì đâu. Rồi, anh chúc cho hai vợ chồng em cuộc sống sẽ càng ngày càng thăng tiến hơn. Dạ. Mãi mãi yêu nhau. Dạ, em nha. Cảm ơn ạ.